Tay đèn thì bên tay phải, nút tay phải các bạn bật đèn, đầu tiên đèn sẽ tự đổi màu, muốn thích màu gì cứ bấm hoài tới nút tay phải này. Còn các bạn muốn hẹn giờ bấm đầu tiên, cái nút bên tay trái nút nguồn các bạn. Bấm đầu tiên thì máy sẽ phun đúng 1 tiếng đồng hồ nó ngắt. Thì nó có sáng ngày 1 giờ nữa các bạn. Thì nó phun đúng 1 tiếng đồng hồ nó ngắt nha. Còn bấm cái nữa là phun 2 giờ, tức là 2 tiếng đồng hồ nó ngắt. Đây, máy phun cũng tương đối nha các bạn. Đấy, các bạn bấm cái nữa 3 giờ là phun đúng 3 tiếng đồng hồ ngắt. Đó, chế độ H cộng là chế độ phun chừng nào phun hết nước trong máy nó ngắt nha các bạn. Đấy. Còn các bạn vâng, xin chào các bạn đã đến với channel của Cát Cảnh Shop nha bạn. Kênh của mình thì chuyên ngồi đèn xong, máy khử khuẩn tại Cần Thơ. Đây, mình chuẩn bị test một cái máy 3D sáng đá UC100 nha các bạn. Máy này chuẩn bị test cho khách quen. Rồi, thì khi sử dụng thì các bạn sẽ đó, các bạn sẽ khi xài các bạn sẽ ghim điện phía bên dưới máy, nó có cái lỗ ghim điện nữa các bạn. Đây, chúng ta sẽ ghim điện vào đây. Rồi. Đó. Vậy là ok. Cái sợi dây adapter này nó dài khoảng chừng 1,5 m nha các bạn. Thì các bạn sẽ tháo cái này ra. Rồi. Rồi, chúng ta sẽ ghim điện. Đây, mình sẽ ghim điện trước. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ test cái chế độ mà hết nước tự ngắt cho các bạn trước. Nếu mà chế độ hết nước tự ngắt thì các bạn có thể bấm đèn thì chúng ta có thể xài đèn được nè. Nhưng mà chúng ta bấm hẹn giờ thì máy nó sẽ tự tắt nha các bạn. Đó, máy nó sẽ tắt. Đó là chế độ hết nước tự ngắt. Rồi, khi mà mình xài thì này khá là dày ta. Này sắn đá rất là dày luôn nha các bạn. Cầm rất là chắc tay nha. À, chắc tay quá. Rồi. Khi mà xài thì chúng ta cái máy này nó 120 ml nha các bạn. Thế thì các bạn đừng bao giờ chế đại gì, các bạn chế tầm khoảng chừng 2-3 máy đủ loại thôi. Đó là lý do tại sao mình để là máy UC100 đó. Đây, các bạn chế khoảng 2-3 nước các bạn chế đổ lại thôi, chứ các bạn đừng có chế đầy nó sẽ bị chan. Rồi, một số lưu ý khi mà sử dụng thì các bạn đừng có chế vào cái lỗ này nữa. Nước các bạn đừng có chế vào cái lỗ này các bạn thấy không? Nó có cái lỗ thông gió nè, đừng chế vào đây. Rồi, chúng ta chế trực tiếp nước vào đây. Các bạn chế nước trước, chế tinh dầu sau nhé. Trung bình thì các bạn nhỏ 5 đến 10 giọt tinh dầu. Rồi, đây mình sẽ chế nước xong. Các bạn chế nước lạnh, nước lọc thôi, đừng chế nước nóng nha, chế nước bình thường thôi. Rồi, các bạn đậy nắp lại. Rồi, xong rồi chúng ta sẽ đậy cái nắp sắn đá lại. Rồi, máy cầm rất là chắc tay các bạn. Rồi, khi mà sau khi chúng ta chế nước, chế tinh dầu xong thì mình sẽ bật đèn lên nha các bạn. Đây, đèn thì bên tay phải, nút tay phải các bạn bật đèn, đầu tiên đèn sẽ tự đổi màu, muốn thích màu gì cứ bấm hoài tới nút tay phải này. Còn các bạn muốn hẹn giờ bấm đầu tiên, cái nút bên tay trái nút nguồn các bạn. Bấm đầu tiên thì máy sẽ phun đúng 1 tiếng đồng hồ nó ngắt. Thì nó có sáng ngày 1 giờ nữa các bạn. Thì nó phun đúng 1 tiếng đồng hồ nó ngắt nha. Còn bấm cái nữa là phun 2 giờ, tức là 2 tiếng đồng hồ nó ngắt. Đây, máy phun cũng tương đối nha các bạn. Đấy, các bạn bấm cái nữa 3 giờ là phun đúng 3 tiếng đồng hồ ngắt. Các bạn thấy không? Còn các bạn mà muốn thích màu gì á thì bấm bấm hoài tới cái nút like bên tay phải nè. Còn các bạn bấm chuyển sang chế độ H cộng. Nếu mà chuyển sang chế độ H cộng thì nó phun chừng nào mà hết nước trong máy nó ngắt nha các bạn. Chế độ H cộng thì nó phun chừng nào cạn nước trong máy nó ngắt, chứ nó không có đúng theo số giờ của các bạn cài nha. Thấy máy nó phun cũng khá là khỏe các bạn thấy không? Rất là đẹp nha các bạn. Máy phun quá đẹp. Đó, chế độ H cộng là chế độ phun chừng nào phun hết nước trong máy nó ngắt nha các bạn. Đấy. Còn các bạn muốn đây bấm cái nữa là tắt phun nè,
bấm đầu tiên thì máy phun đúng 1 tiếng đồng hồ nó ngắt nè, nó có cái bóng đèn xanh nó sáng ngay 1 tiếng rồi. Đây còn đèn, đèn hồi nãy mình bấm đầu tiên đèn tự đổi màu đúng không, giờ các bạn thích màu gì các bạn có bấm hoài tới nè, bấm hoài tới thì các bạn sẽ chọn ngay một màu đấy. Nó có nếu mà tính màu đậm với màu lợt thì có khoảng mười mấy màu để cho các bạn chọn đâu 7 màu mà. Đó. Các bạn bấm chừng nào hết màu thì nó sẽ hết đèn thôi. Bấm đầu tiên đèn tự đổi màu như vậy. Rồi mình nhắc lại nha, cái nút bên tay trái là nút nguồn, bấm đầu tiên thì phun 1 tiếng, bấm lần nữa là 2 tiếng, bấm lần nữa 3 tiếng, bấm lần nữa là hết cộng, là phun nào hết nước trong máy nó tắt, bấm cái nữa là tắt phun. Rồi bấm đầu tiên là 1 tiếng này. Ví dụ như mình hẹn 3 tiếng đi mà khi mà hết nước thì hết nước nó tự nó ngắt nha các bạn. Đó. Rồi máy phun khá là khỏe. Rồi các bạn đặt hàng thì các bạn liên hệ số điện thoại bên shop là 0976243224, truy cập vào website máy tinh dầu.net hoặc là cần thuê số.com nha các bạn, hoặc là YouTube cả cảnh shop nhé. Khi mà các bạn sử dụng mà khoảng thời gian 1 tuần lễ hay là 2 tuần gì đó, nếu mà các bạn không sử dụng nữa thì các bạn sẽ đổ hết nước dùng khăn giấy lau khô bên trong là được.